Chào đón quý vị quay trở lại với bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal vòng đầu tiên, thưa quý vị. Và đây là 5 bạn thí sinh sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Ngô Lan Hương. Tiếp theo là Đào Dương Công Toại. Vũ Tiến Việt, Việt Puzzle. Hà An Huy. Và cuối cùng là cô nàng Nguyễn Học Hồng Anh, Trang Mì. Hãy cùng xem các bạn thí sinh này sẽ thể hiện như thế nào trong tập ghi hình ngày hôm nay. Thí sinh đầu tiên sẽ gặp gỡ quý vị, đó chính là Ngô Lan Hương, một cô nàng bước ra từ những cuộc thi âm nhạc và cũng khá là hot trên những nền tảng mạng xã hội. Mời quý vị cùng đến với phần giới thiệu của ca khúc 10 giây cuối cùng. Không biết là các quý vị khán giả, các quý giám khảo, các quý nhà đầu tư đã từng một lần trong đời tưởng tượng về những giây phút cuối cùng khi mà mình chuẩn bị rời khỏi thế giới thì mình sẽ nghĩ điều gì chưa? Theo một số nghiên cứu, người ta nói rằng 10 giây cuối cùng thì sẽ có một cái hiện tượng, đấy là linh hồn của mình sẽ rời khỏi thể xác của mình. Khi đấy mình sẽ thấy chính bản thân của mình và có rất nhiều người xung quanh, có những nụ cười, những giọt nước mắt, có những lời bần thần không thể nói ra. Cũng có nghiên cứu cho rằng ở 10 giây cuối cùng sẽ là những ký ức, những điều quan trọng nhất trong cuộc đời sẽ diễn ra trong tâm trí của mình. Có thể là những điều vui, cũng có thể là những điều buồn. Đấy là tùy thuộc vào cuộc đời của các bạn sẽ diễn ra như thế nào. Thì khi mà Hương viết ca khúc này thì Hương có đặt để vào đấy một ước mơ. Mình mơ rằng và mong ước rằng mình sẽ sống một cuộc đời thật đẹp để 10 giây cuối cùng của mình, những thước phim quay chậm sẽ là những thước phim đẹp nhất, ý nghĩa nhất và ngọt ngào nhất. Em có lấy cảm hứng từ những bản tình ca xưa và đặc biệt là của nhạc sĩ Phạm Duy, là một người nhạc sĩ em vô cùng kính trọng và yêu mến. Mong rằng các quý vị khán giả sẽ ủng hộ và vote cho Hương tới vòng cuối cùng của tập ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn ạ. Hồi nãy bạn có chia sẻ về 10 giây cuối cùng thì thực sự thì nghĩ chắc là hiếm ai nghĩ về cái này lắm. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái ý niệm rất là hay để mà mình sống nó có mục đích hơn, mình sống nó có ý nghĩa hơn. Thể loại âm nhạc bạn chọn cho bài hát này là gì? Với thể loại nhạc mà em lựa chọn ngày hôm nay là một thể loại khác so với cả hai vòng trước, có phần vui tươi và trẻ trung. Còn ở vòng này thì như em đã nói, đấy là em lấy cảm hứng từ những bản tình ca xưa, có điệu 6-8 sẽ rất là du dương, và em mong muốn rằng đây sẽ là một ca khúc chữa lành được cho các quý vị. Cảm ơn bạn. Anh nhạc sĩ Tiến Anh có ấn tượng gì với bạn thí sinh này hay không? Với cái chủ đề là 10 giây cuối cùng này thì em làm anh bị bất ngờ. Bởi vì đúng như Huyền nói là chả có ai nghĩ tới chuyện này cả. Giờ anh bắt đầu anh suy nghĩ nè, anh cũng chả biết anh sẽ làm cái gì và suy nghĩ gì về điều đó nữa. Cho nên là 10 giây cuối cùng trước khi em kết thúc cái phần trình bày của em thì anh vẫn đang suy nghĩ là có đầu tư cho em hay không. Dạ. Và sau đó thì anh quyết định là trước mắt anh sẽ động viên em bằng 10 triệu. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Có vẻ như là anh Dù Sĩ Tiến đang nhìn thấy một nhân tài ngày hôm nay, đó chính là Ngô Lan Hương, và 10 triệu này nó sẽ là một cái niềm động lực rất là lớn để bạn có thể thể hiện tốt hơn ở những vòng thi sau. 10 triệu là 10 giây đó Huyền. Dạ. 10 giây là 10 triệu, tí nữa hát full bài là 3 phút mấy đó. 3 phút mấy là lên tới 300 mấy là đúng không anh? Thì nếu như mà hồi nãy lúc đầu mà em đặt cái bài hát này là 60 giây cuối cùng thì không chừng anh đã đầu tư cho em 60 triệu rồi. Dạ không sao anh ạ, tất cả là cái duyên anh ạ. Dạ không sao. Dạ, cảm ơn Ngô Lan Hương với phần thể hiện này, và mong là quý vị khán giả sẽ cùng bầu chọn cho bạn ấy. Chúc mừng. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo chính là Đào Dương Công Toại với một cái màu sắc nó khá là bí ẩn. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Đào Dương Công Toại. Hôm nay Toại mang đến đây cho mọi người một bài hát. Nó nói về cái sự hụt hẫng kéo dài trong nhiều năm từ những giấc mơ. Đây là cái câu chuyện về một bạn nam đã qua rất là nhiều năm rồi. Bạn vẫn sống với cái niềm yêu thương về một người rất quan trọng với bạn mà bây giờ đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Tới một cái ngày đặc biệt hàng năm, bạn nam này đều tới gặp lại bạn nữ. Đặc biệt là những cái ngày này, bạn sẽ thường hay khó ngủ vào ban đêm. Vì sao lại có một cái bài hát như thế này? Tôi nghĩ cá nhân của Toại hiểu rất rõ cái cảm giác hụt hẫng sau những giấc mơ. Người ta thường sợ những cái ác mộng, nhưng mà cá nhân Toại thì Toại sợ những giấc mơ đẹp nhiều hơn.
đặc biệt là mơ đẹp về một người nào đó có sức ảnh hưởng với mình. Bởi vì sau khi thức dậy á, cái cảm giác hụt hẫng của thực tại nó mang lại cho chúng ta ghê gớm và khó chịu hơn rất nhiều. Bạn Nam ở trong cái câu chuyện này, bạn ấy cũng hay mơ như vậy và hay hụt hẫng đau đớn mỗi khi thức dậy như vậy. Xuất phát điểm của Tọ là một rapper, một người viết rap, thì ở bài hát này Tọ sẽ rap nhiều hơn là hát. Và đây sẽ giống như một cái câu chuyện nhiều hơn, kể về một người bạn trai ôm nhớ mà mơ. Cảm ơn mọi người ạ. Đây sẽ là thí sinh Đào Dương Công Toại, và bạn ấy luôn giữ cho mình một cái sự bí ẩn. Anh Châu Đăng Khoa, anh có ấn tượng gì với bạn ngay từ những ngày đầu ở cái vòng casting? Cái ấn tượng lớn nhất là bạn luôn mặc màu đen, thì chưa bao giờ Khoa thấy bạn mặc màu nào khác. Cái thứ hai nữa là cái sự chuẩn bị của bạn nó luôn luôn chỉnh chu hơn người ta rất nhiều. Nếu như các thí sinh khác chỉ đơn giản là gửi những cái tờ lyric bình thường thì bạn chuẩn bị luôn cả một cái file giống như là portfolio vậy. Wow. Nó rất là kỹ lưỡng, nó trình bày toàn bộ phần lời bài hát, những cái ý đồ của bạn, cái concept của bạn, những cái tâm tư bạn gửi vào đó bạn cũng trình bày trong đó luôn. Và cái điều đó đến ngày hôm nay, và tôi tin chắc là nhiều năm sau nữa tôi cũng không thể nào quên được về bạn. Quá ấn tượng. Dạ, một sự chỉnh chu. Tôi chưa nói đến cái chất lượng âm nhạc nữa chứ. Nhạc của bạn luôn có một cái gì đó rất là riêng biệt. Để mà sáng tác được những cái bài hát mà nó dễ nghe, nó không có khó bằng cái việc là mình có được một cái góc nhìn nó thú vị, đặc biệt, và thể hiện được cái bản chất con người mình trong chính âm nhạc của mình. Không có nhiều nghệ sĩ trẻ làm được cái điều này đâu. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn Khoa. Cảm ơn Châu Đăng Khoa. Những lời chia sẻ của anh có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của quý vị khán giả, và để cho quý vị cũng có thể hiểu hơn về Đào Dương Công Toại. Thì sau khi mà anh nghe anh Châu Đăng Khoa nói xong á, thì anh thấy khá là ưng ý ở chỗ này. Có nghĩa là Toại nói chuyện và giới thiệu mọi thứ rất là điềm tĩnh. Là em biết cái cách mình mở đề bằng phản đề, và cái cách em đặt cái tựa bài hát là Ôm Nhớ Mà Mơ á, cũng làm anh rất ấn tượng. Tuy nhiên cái thể loại mà em nói chiếm phần lớn trong bài hát của em là rap á, thì lại không phải là thế mạnh của anh, và anh nghĩ là anh cũng sẽ không làm được gì nhiều với một cái tác phẩm như vậy. Tuy nhiên là cho dù anh có đầu tư hay không thì anh cũng sẽ khích lệ em 20 triệu. Wow. Em xin cảm ơn anh Tiến ạ. Em cảm ơn anh. Dạ, rất là cảm ơn anh Tiến, bởi vì anh Tiến đã giúp cho rất là nhiều những bạn thí sinh có thêm cái nguồn động lực để các bạn có thể sáng tác hay hơn. Và bây giờ mình sẽ vào trong và hy vọng là mình sẽ tiến vào tới vòng cuối cùng. Chúc mừng bạn. Ngày hôm nay quý vị sẽ được nhìn thấy một hình ảnh rất khác, lột xác của Vũ Tiếng Việt Việt Puzzle. Xin mời. Trước hết thì mọi người có thể cùng Việt lắng nghe giai điệu này được không ạ? Vâng, chắc có lẽ là đến đây thì mọi người cũng đã mường tượng được ra đây là giai điệu thường xuất hiện ở đâu rồi đúng không ạ? Đây là một đoạn nhạc mà thường rất hay xuất hiện mỗi khi chúng ta đến dự bất kỳ một lễ thành hôn nào đó được tổ chức. Rồi đến một ngày Việt chợt nhận ra rằng là chưa thực sự có một ca khúc nào đấy mà lại mô tả chính xác cái khoảnh khắc mà cô dâu và chú rể đứng ngay trên chính lễ đài hạnh phúc của mình, chính vào cái thời điểm huy hoàng đấy, và dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan khách. Đó là một trong những khoảnh khắc hoàng kim ở trong cuộc đời của mỗi người mỗi khi chúng ta bước vào cánh cửa của hôn nhân. Và đây là một cái đề tài, một thử thách, một bài toán rất khó đối với Việt. Cũng rất là may mắn, tự nhiên những giai điệu đầu tiên, những ca từ đầu tiên đã được vang lên ở trong đầu Việt, và ngay lập tức Việt viết ra giấy. Và để ngày hôm nay có mặt ở đây, sẽ có một ca khúc được mang tựa đề Chúng Ta Của Thời Khắc Này. Đó là một món quà mà Việt muốn dành tặng cho tất cả những cặp đôi yêu nhau. Phần còn lại Việt nghĩ đó sẽ là lịch sử. Và câu chuyện lịch sử đó sẽ được viết tiếp ra sao chính là phần nhận xét và đánh giá của tất cả mọi người ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ ý tưởng của Việt. Cảm ơn Vũ Tiếng Việt Việt Puzzle với phần giới thiệu đầu tiên và bài hát của mình. Một bài hát sẽ phù hợp cho những bữa tiệc đám cưới đúng không? Ngày hôm nay bạn xuất hiện cũng rất là giống chú rể. Bạn đã có cô dâu của mình chưa? Chắc chắn rồi ạ. Cô dâu thì đang sẵn sàng chờ để sẽ được cùng lên sân khấu với Việt. Wow. Trời, em nôn tới những phần sau quá đi. Dạ, với phần giới thiệu này thì anh Nguyễn Văn Trung, anh có cảm giác như thế nào? Ngày hôm nay em thấy anh đến đây với một cái bộ trang phục rất là giống một bác thợ săn. Anh đến để săn em. Săn em. Sân khấu có hai em là anh ơi. Ấn tượng đầu tiên của anh về Việt là bạn giới thiệu rất là
điềm tĩnh, mạch lạc và chỉnh chu. Bạn làm cho mọi người hứng thú với lại cái phần giới thiệu bài hát của bạn. Ngay cả anh cũng sẽ rất mong muốn được lắng nghe cái bài hát đằng sau cái phần giới thiệu hấp dẫn và cảm xúc của em. Em cảm ơn anh ạ. Nói về một trong những nữ ca sĩ mà đắc show event ở Việt Nam thì em nghĩ tới chị Giang Hồng Ngọc liền. Ngày hôm nay chị xuất hiện trong một chiếc đầm rất là đẹp, một chiếc đầm màu trắng. Dạ, tuy không phải là cô dâu nhưng mà có thể đây là một bài hát sẽ phù hợp với chị. Thực sự nghe qua cái phần giới thiệu của Việt á, Ngọc cũng cảm thấy ấn tượng. Như là Việt đang kể chính cuộc đời mình và chỉ là đang một kể chuyện chứ không có phải là ở đây mình đang nói về những sáng tác của mình, nghe nó khá nặng nề thì không có. Đang rất là mong chờ cô dâu sẽ xuất hiện cùng Việt và đang muốn lắng nghe ca khúc nó như thế nào mà nó đặc biệt như vậy, để mà ai biết được là chúng ta có thể cùng song ca với nhau hay gì đó trong một cái tương lai gần hơn, trong một cái ca khúc mới của Việt. Xin cảm ơn Ngọc và rất hy vọng rằng Ngọc cùng với mọi người sẽ ủng hộ. Tạm biệt chú rể, Vũ Tiến Việt, Việt Puzzle. Không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng gặp gỡ với Hà An Huy, một bạn thí sinh cực kỳ tài năng. 3 năm trước, em có thích một cô gái. Bạn ấy rất là xinh, học rất là giỏi nữa. Còn em thì khá là rụt rè, nhút nhát, không được khéo ăn nói nữa. Không biết làm cách nào để tiếp cận bạn ấy. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nảy ra một ý tưởng, đó chính là tiếp cận bạn ấy qua âm nhạc. Lúc đó em cũng chưa hề biết rằng là mình có khả năng sáng tác. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cầm đàn guitar, em ngân nga vài giai điệu và trùng hợp sao nó vào đúng một cái mood mà em đang cực kỳ là dạt dào cảm xúc ấy. Bắt đầu ngân nga vài giai điệu và thấy rất là hay, khá là bắt tai. Em ghi âm lại, sau đó viết lời, quyết định là gửi thẳng cho bạn. Thì bạn ấy reaction là rất là thích. Lúc em có chút ảo tưởng. Em chút ảo tưởng. Một thời gian ngắn sau, em biết rằng là bạn ấy có người yêu. Trước đấy 2 ngày, cái thời điểm em gửi bài hát ấy là bạn có người yêu trước đấy 2 ngày rồi. Em đang mơ mộng ở trên mây, đang bay bổng, em rơi bụp phát xuống. Rất là đau, không biết phải làm thế nào bây giờ. Nhưng mà không sao hết, phải có những cái cảm xúc như vậy và trải nghiệm như vậy thì em mới có được ngày hôm nay. Biết rằng là mình có khả năng viết nhạc. Và từ đấy là em cố gắng rất nhiều được đứng trên cái sân khấu ấy. Và em tin rằng là tâm trí tôi với một cái lối viết tự sự thì sẽ chinh phục được rất nhiều khán giả đây, đặc biệt là anh Châu Đăng Khoa. Ngày hôm nay em sẽ thể hiện một Hà An Huy rất khác. Em cảm ơn. Hà An Huy rất tự tin vào ca khúc lần này của mình, có tên gọi là Tâm Trí Tôi. Chúng tôi cũng muốn biết là trong tâm trí của nhạc sĩ Huy Tuấn đang hiện lên những hình ảnh như thế nào, những hình dung như thế nào về ca khúc này. Trong tâm trí tôi thì Huy luôn luôn là một người viết nhạc rất là sâu sắc. Bạn ấy không chỉ có cái lối viết gọi là chín chắn về âm nhạc, nhưng lại có những cái nhìn cũng như sử dụng câu từ rất là chắt lọc. Tôi cũng rất là tò mò với cái tác phẩm lần này của bạn ấy, bởi vì Huy là một trong những cái thí sinh mà tôi rất là yêu thích trong bài hát hay nhất năm nay. Và Thanh Huyền tin là các nhà đầu tư đang ngồi ở dưới đây cũng đặt cực kỳ nhiều kỳ vọng vào Hà An Huy. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong để có thể chuẩn bị cho những vòng thi tiếp theo. Cảm ơn bạn. Em xin cảm ơn ạ. Phần giới thiệu cuối cùng sẽ đến từ Nguyễn Ngọc Hồng Anh Trang My. Mời quý vị cùng xem nhé. Mọi người có bao giờ dành ra một cái khoảng thời gian cuối ngày để hỏi chính bản thân của mình là đang cảm thấy như thế nào và hôm nay mình có thực sự ổn hay không? Em nghĩ là mọi người ở đây cũng ít nhất cũng có một lần mình trải qua cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà khi mà mình ra ngoài đường, mình cười, nhưng mà thật ra trong lòng của mình không thể cười được. Mỗi người chúng ta đều mang theo một cái áp lực vô hình. Ở những vòng casting trước thì anh Châu Đăng Khoa có nói em là em luôn mang đến một cái nguồn năng lượng tích cực và em luôn vui vẻ, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì em nổi lên bởi những bản cover và mashup, và điều đó khiến cho em loay hoay trong cái việc khẳng định bản thân của mình. Và những cái định kiến xung quanh khiến cho em ngày càng thu mình hơn. Nhưng mà khi mà em nghĩ về gia đình của em, em nghĩ về những vị khán giả luôn ủng hộ và yêu thương em, thì em cảm thấy những cái cảm xúc tiêu cực đó không có đáng chút nào hết trơn á. Nên là hôm nay em đã mang đến một bài hát mang tên là Dear Em. Đây như là một cái lời động viên tinh thần dành cho em, cũng như là một cái ôm chân thành dành đến những ai đang gặp những cái áp lực trong cuộc sống này. Và em mong là cái bài hát Dear Em này sẽ chữa lành tất cả chúng ta ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.
đôi khi nhìn mình lúc nào cũng vui vẻ nói cười vậy, nhưng mà thực sự là đằng sau mình cũng gặp những cái vấn đề và cũng có nhiều những cái áp lực. Thì với chị Hương Giang thì như thế nào ạ? Khán giả luôn nhìn thấy chị xuất hiện vô cùng rạng rỡ, thì trong cuộc sống có bao giờ chị cảm thấy là mình cũng có những cái lúc yếu đuối hay mình cũng gặp những cái áp lực không ạ? Khi mà mình đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì chắc chắn là mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái áp lực. Mình yếu đuối thì đôi khi mình sẽ muốn dựa vào người này một chút, mình muốn dựa vào người kia một chút. Nhưng mà Trang My có cái sự yếu đuối nhưng cũng có một cái tư duy tương đối mạnh mẽ. Đó là à không, tôi sẽ viết một ca khúc để gửi đến chính bản thân mình. Em xứng đáng có được những cái điều gì đó, ví dụ thế. Thì chị nghĩ rằng đây là một trong những cái ý tưởng mà rất là hay. Và nó cũng hợp với cái ngoại hình của em nữa. Rất là tích cực, chị đang rất là mong chờ để được nghe ca khúc này những cái vòng sau. Dạ, em xin cảm ơn chị Hương Giang ạ. Cảm ơn chị Hương Giang. Với một nhà đầu tư thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng thì em nghĩ chắc là chị sẽ không bao giờ gặp áp lực, đặc biệt là về tiền, đúng không chị? Cái này thì mình phải đính chính một tí, tiền đó không phải là tiền của mình. Những cái áp lực trong công việc của ngân hàng hay là tất cả các ngành hay là nghệ thuật giải trí thì mình nghĩ cũng là như nhau. Mình có đọc qua lời và mình có nghe bạn chia sẻ, cảm thấy rằng là nó rất là đồng cảm. Chỉ cần nghe thôi là tự nhiên có một cái cảm giác muốn được thả nhẹ tâm hồn một chút. Thế thì cũng rất là mong sẽ được nghe ở những cái vòng tiếp theo. Biết đâu là khi mà chúng ta đồng điệu về mặt tâm hồn thì sẽ có những cái duyên đến từ nhà đầu tư dành cho thí sinh. Dạ, yeah, em xin cảm ơn chị Dương rất nhiều. Khi mà anh nghe em nói về cái việc là em nổi lên từ những bài cover, những bài mashup, nhưng mà sau đó em vẫn loay hoay, lạc lối rồi yếu đuối gì đó, thì anh chỉ muốn nói với em rằng là anh cũng cover và mashup rất nhiều nhưng mà anh chưa một lần được nổi em ơi. Cho nên em có gì thì em cũng đừng buồn. Cho nên hôm nay anh phải mặc đồ rất là nổi. Dạ thì biết đâu là anh dược sĩ Tiến lại cảm thấy muốn đầu tư cái bài hát này. Đúng rồi, em phải chữa lành anh. Em phải chữa lành một cái người cover hoài mà không nổi như anh. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình giờ mình vào trong để cùng chuẩn bị đến với kết quả nhé. Dạ, em xin cảm ơn mọi người ạ. Và đây là 30 giây để quý vị khán giả tại trường quay bình chọn. 30 giây bắt đầu. Quý vị thân mến, có lẽ là việc đặt quá nhiều câu hỏi trong phần giới thiệu sẽ không thể để lại ấn tượng với khán giả ngày hôm nay. Và đó chính là phần giới thiệu đến từ thí sinh Ngô Lan Hương. Mời quý vị sẽ cùng nghe bài hát này 10 giây cuối cùng. Tình yêu vĩnh hằng nhắm mắt.
và mười, mười giây cuối cùng mơ thế rằng bé bỏng nhưng nào mẹ nâng niu món quà ngọt ngào mẹ thương. Con chính là cuộc đời. Mười, mười giây cuối cùng thấy một vườn hoa ngày ta cùng già. Có người cười hiền gọi em yêu, có người thẹn thùng kìa anh. Xin cảm ơn ạ. Chị Giang Hồng Ngọc ơi, đây là một bài hát cũng rất là trữ tình, sâu lắng và có thể chiếm được cảm tình của chị. Tự nhiên bạn ấy hát 10 giây cuối cùng mà Ngọc xúc động lắm. Thấy rất là xúc động. Chị cũng có góp ý chút xíu là cái khúc sau á, trong cái đoạn 10 giây cuối cùng thì chị lại muốn nó được cao trào hơn nữa để nó bung cái bài hát này ra. Ôi, dạ. 10 giây cuối cùng còn sống có 10 giây sức đâu mà cao trào nữa Ngọc. Thế là nó đúng, mà thế là nó cũng đúng rồi đấy. 10 giây cuối thì còn thở còn thoi thóp mà còn cao trào làm sao. Nhưng mà thực sự là rất là hợp với Ngọc. Tại vì ngồi mà cứ nghĩ đến Ngọc thôi, chị nhắm mắt, chị tưởng là chị đang lạc vào một cái phòng trà nào đó. Có nghĩa là chị không thể nghĩ là một cái người trẻ như em mà lại có những cái suy nghĩ. Cái việc em nghĩ em viết về một cái chủ đề như vậy nó đã rất là hay rồi, nhưng mà khi nghe cái ca từ của em ấy, nó giống như một cái người mà rất là nhiều chiêm nghiệm. Chị cảm giác như là phải gỡ cô Cẩm Vân này, cô Khánh Ly hay ai đó mới hát, nhưng mà em ngân nga và cái giọng hát của em nó rất là hay. Nếu mà hay là được thì hai chị em kết hợp song ca đi. Không, đúng như chị Giang nói luôn á, bài này khi mà nghe là mình cảm giác mình lạc vào một cái nơi hồi xưa xưa lắm rồi. Mình nghe nó miên man mà mình không thoát ra được luôn á. Chị muốn đầu tư ca khúc này với mức giá là 30 triệu. Nói đến những ca khúc và ý nghĩa thì Thanh Huyền nghĩ là anh Nguyễn Văn Trung cũng có rất là nhiều bài hát như vậy. Cái mệnh đề của em 10 giây cuối cùng á, thì nó lại là nó bị riêng biệt và nó bị cá nhân quá. Yeah. Theo như anh nghe những cái lời bài hát á, thì anh đang thấy là nó hướng về một cái cuộc sống của con người đã từng sống rất là hoàn mỹ, có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và anh nghĩ điều đó nó không có giống với lại đại đa số của chúng ta. Bởi vì chúng ta trong đời ít nhất phải có một vài lần quyết định sai lầm. Và cái 10 giây đó chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta làm bất cứ điều gì cả. Và nếu mà anh viết bài này hoặc là anh viết cùng với em á,
thì anh sẽ đưa ra cái mệnh đề là 10 ngày cuối cùng. Thì rõ ràng là với 10 ngày chúng ta có thể sống chậm lại, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống từng giây từng phút trôi qua, để đến cái ngày thứ 10 chúng ta hoàn thành tất cả mọi việc và chúng ta ra đi một cách bình an bên vòng tay của người mình yêu thương nhất. Phút giây em biết ở đây là 10 giây cuối cùng, nhưng mà đối với anh chắc chắn sau chương trình này anh sẽ tìm đến em và anh sẽ cho em thêm rất nhiều giây phút tuyệt vời khác. Em cảm ơn anh ạ. Tôi nghe anh Trung tả về cái bài này, tôi nhớ về cái bài hát của anh Trung, có cái bài hát Nhật Ký Mẹ. Yeah. Đúng không? Thế nhưng nó cũng dài khoảng 10 phút. Dạ, yeah, 10 phút. Trung vừa đề nghị là hát viết về 10 ngày cuối cùng ấy, thì không biết nó dài khoảng bao nhiêu. Dạ, yeah, không chỉ sửa chữ giây thành chữ ngày thôi anh. Em tưởng là giờ lại kể theo kiểu Nhật Ký Mẹ là ngày 1 thì nó như thế này, ngày 2 nó như thế kia, thì chắc là cũng phải cũng hơi dài đấy. Cái cách nhìn Lan Hương tôi nghĩ cũng rất là độc đáo. Quan trọng là cái câu chuyện của Hương rất là xúc động. Tôi nghĩ đây là một trong những cái bài hát là cũng sẽ rất là được nhiều người yêu thích, bởi vì rất nhiều người thích cái không khí hoài cổ, hoài niệm của những cái ngày xa xưa. Dạ, em cảm ơn anh. Em xin cảm ơn lời nhận xét của các vị ban giám khảo. Em nghĩ rằng ca khúc này nếu như để mang đi biểu diễn và biểu diễn ở một sân khấu lớn, em cho rằng là không phù hợp. Giống như chị Giang nói, ca khúc này hợp với một không gian ấm cúng bằng trong một phòng trà. Vậy nên là có lẽ là ca khúc này em nghĩ là em sẽ giữ cho riêng em. Và em sẽ để chị Giang Hồng Ngọc sẽ có cái sự đầu tư đúng đắn hơn vào những cái ca khúc nó phù hợp hơn. Và ca khúc này em xin phép là sẽ giữ cho bản thân em. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ, rất tuyệt vời. Và ấy biết ca khúc của mình như thế nào và biết bản thân của mình muốn gì. Chúc mừng Ngô Lan Hương. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Đó là 10 giây cuối cùng của Ngô Lan Hương. Còn bây giờ sẽ là những giây phút để quý vị nghỉ giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. VP Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.